Bộ Lego mà nhiều bạn trông ngóng nhất cuối cùng cũng đã về với tay mình. Đây là bộ Iron Man cao 1m8. Do là đặt ở nước ngoài nên đến gần 2 tháng thì mình mới nhận được. Nhưng mà hình như hôm nay là gần tháng 7 thì phải. Nên mình đã phải tìm một bộ Lego nào mà nó hợp với ngày này mới được. Mấy bạn thấy nhiều mảnh Lego vậy chứ thật ra gáp nhanh lắm. Do các mảnh của bé này khá là to á. Ta nói gáp mất có 2 ngày là xong rồi. Tới cái khúc này là xong hai cái chân rồi nè. Có bạn nào đón ra được bé Lego này là nhân vật nào chưa? Mà mới có 2 cái chân thì làm sao mà đón được? Để mình gáp thêm cái phần thân nữa cho mấy bạn dễ đón hơn nha. Ta nói đây có lẽ là bé Lego mà mình phải vất vả và tốn nhiều công sức để tìm nhất luôn á. Vì bé này phải gọi là siêu hiếm luôn. Tới cái khúc này là mình đang gáp cái phần đầu rồi nè mấy bạn. Tới đây thì có bạn nào đón ra được bé này chưa? Thôi để mình bật mí luôn, đây là bé Beric cương thi và mình đánh giá bé này còn đẹp hơn cả bé người sắt lần trước mình gáp nữa. À mà có bạn nào hiểu tiếng Trung không? Dịch hộ giúp mình cái lá bùa được dán ở trên người của bé cương thi này đi. Chứ mình là bó tay rồi đó. Gáp xong cái phần đầu là thấy ra dáng cương thi thật sự rồi đó. Giờ thì còn gáp thêm 2 cái tay nữa. Phần tay thì gáp khá là nhanh á, chỉ cần mất 30 phút là xong rồi. Giờ thì chỉ cần gắn thêm 2 cái tay của bé cương thi vào nữa là hoàn thành. Eo ơi, bé cương thi này nặng và to thật sự luôn ấy. Kích thước của bé này thì bằng với bé người sắt luôn. Còn cái bộ người sắt cao gần 2m thì để khi nào mình gáp xong mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Eo ơi, bé người sắt này nó còn to cao hơn cả mình nữa. Đây có lẽ là bộ Lego mà nhiều bạn trông ngóng nhất. Do là kích thước của bé này khá là to nên gáp cũng hơi mất thời gian một tí. Ta nói đổ hết mấy cái mảnh gáp của bé này ra xong cái thấy chóng mặt quá. Ban đầu mình cứ tưởng là chắc gáp một tháng luôn mới xong á. Nhưng do là các mảnh gáp của bé này khá là to nên mình chỉ gáp mất có 10 ngày là xong rồi. Có bạn nào hóng kích thước của bé này khi gáp xong nó sẽ to cỡ nào không? Nếu muốn biết nó to cỡ nào thì xem hết clip nha. Tới cái khúc này là mình gáp xong 2 cái chân của bé người sắt rồi nè. Ta nói chân của bé này nó còn to hơn cả cái chân của mình nữa. Rồi không biết gáp xong cái thân thì nó sẽ to cỡ nào luôn á. Qua đến ngày thứ tư là mình đang lay hoay gáp cái phần thân nè. Có nhiều bạn bảo tìm mấy bé cao 4-5m về gáp thử. Nếu lỡ có tìm được gáp xong rồi làm sao đem vô nhà? Chắc để ở ngoài cổng cho nó canh nhà luôn á. Khó khăn lớn nhất mình gặp phải khi gáp bé người sắt này là do cao quá. Nên mình phải đứng lên ghế như thế này thì mới gáp được. Còn đây là 2 cái cánh tay của bé người sắt nè. Cuối cùng thì chỉ cần gắn thêm cái phần đầu của bé người sắt vào nữa là xong. Eo ơi, gáp xong rồi mới thấy nó to thật sự luôn á. Còn to cao hơn cả mình luôn. Kiểu này mấy đứa nhóc hàng xóm qua chơi nó mà thấy chắc là tới công chuyện thiệt luôn á. Lần trước thì mình cũng đã có gáp một bé người sắt rất là to rồi. Nhưng khi đứng cạnh bé người sắt siêu to khổng lồ này thì ta nói một trời một vực luôn. Sắp tới thì mình còn nhiều bé đẹp lắm, mấy bạn cùng chờ clip sau nha. Chuyện là lần trước mình có tìm được một bộ sách Iron Man và một bộ sách Beric, nhưng do chưa có thời gian nên mình chỉ gáp kịp mỗi bộ sách Iron Man thôi. Thì có rất nhiều bạn bảo là muốn được xem luôn cả bộ sách Beric. Thật sự thì mình còn nôn hơn cả mấy bạn nữa. Nên lần này mình quyết định phải gáp cho xong. Ta nói chắc làm thử thách 6 ngày 6 đêm gáp Lego. Người yêu có bảo anh ơi, bố mẹ em không có nhà cũng không quan tâm. Và sau khoảng 2 ngày thì mình cũng đã hoàn thành được bộ sách Beric. Giờ thì chỉ còn gắn mấy bé Beric mini vào nữa là xong. Gáp vô hết thì mình dư được 2 bé này, không biết gáp ở đâu luôn. Mấy bạn nào gáp rồi thì cho mình biết có bị dư giống vậy không. Ta nói nhìn mấy bé Beric mini này thấy quen quen. Có Joker nè, Queen, Batman. Còn bé này hình như là Masutilami thì phải. Còn đây là Joker và Queen với phiên bản to hơn. Mình vừa phát hiện còn có cả bé Beric lần trước mình đã từng gấp rồi luôn. Để mình lấy cho mấy bạn xem. Ta nói y như đúc luôn, chỉ khác mỗi kích thước à. Mình có thử so sánh cả hai bộ sách thì mình thấy bề sách của bộ Iron Man trông đẹp và ngầu hơn. Nhưng bên trong ruột thì mình lại thích bộ Beric hơn. Mấy bạn nhìn các bé Beric mini này đi. Phải công nhận là phần ruột của bộ sách gấu đẹp hơn rất là nhiều. À mà mình còn tìm được cả bé Beric cương thi siêu hot này nữa, nhưng với kích thước siêu to khổng lồ luôn. Mà hiện tại thì mình chưa gấp kịp. Để khi nào gáp xong thì mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Đây có lẽ là bộ Lego đẹp và độc đáo nhất mà mình từng được sở hữu. Mấy bạn muốn biết nó đẹp cỡ nào thì xem hết clip nha. Eo ơi, ta nói cuốn sách hướng dẫn của bé này còn dày hơn mấy bé lần trước mình gáp nữa. Lần trước mình gáp thì có nhiều bạn bảo trên túi Lego đều có số thứ tự hết. Cứ tháo theo số thứ tự rồi lắp sẽ đỡ mất thời gian hơn. Mà đó giờ mình có để ý đâu. Mình toàn xé hết các túi ra rồi đổ chung lại với nhau. Ta nói mỗi lần gáp kiếm mảnh Lego không mà hoa hết cả mắt. Bởi vậy một bộ như vậy mình toàn gáp mất hết 2-3 ngày không à. Lắp mấy cái Lego này sợ nhất là lắp sai á. Ta nói tháo ra nó còn khó hơn là gáp vô nữa. Tới cái khúc này là gáp xong cái bìa sách rồi nè. Để mình gáp thêm cái phần ghìa của quyển sách nữa thì mấy bạn mới thấy được độ đẹp của nó. Còn cái đoạn này là mình đang gáp cái phần ruột của quyển sách. Bên trong này là để mình gắn mấy bé người sắt mini vào. Lắp xong hết phần ghìa thì mấy bạn được một quyển sách như vậy nè. Nhìn thì tưởng gáp xong quyển sách rồi nhưng thật ra chưa đâu. Mình chỉ mới xong được có 50% thôi. Giờ thì mình cần phải gáp gương mặt của người sắt vào đây nữa. Bộ sách Iron Man này ta nói nhiều chi tiết thật sự luôn á. Nhưng nói chung thì lắp cũng nhanh lắm. Mình lắp mắt có 3 ngày là xong rồi. Tới cái khúc này là xong cái mặt của người sắt rồi nè. Mà người sắt của người ta thì ngầu lắm. Còn mặt người sắt của mình hơi kỳ kỳ ta. À thì ra là mình gáp thiếu cái mặt nạ mấy bạn ơi. Hèn gì nhìn nó cứ hề hề sao á. Ta nói gắn mặt nạ vào một cái là ngầu lại ngay. Đây mới là ra dáng người sắt thật sự nè. Cuối cùng thì mình chỉ cần gáp thêm mấy bé người sắt tí hon này vào nữa là xong. Mấy bạn cũng có thể tự phối đồ qua lại cho các bé người sắt tí hon này tùy theo ý thích của mình nha. Giờ thì mình lắp vào phần ruột của quyển sách nữa là coi như hoàn thành. Ta nói gáp xong rồi mới thấy nó đẹp thật sự luôn á. Mình đánh giá em này còn đẹp hơn cả em Lego lần trước mình gáp nữa. Sắp tới thì mình sẽ gáp thêm mấy bé Lego cao 1-2m nữa để xem nó trông như thế nào nha. Mình thấy mấy bộ Lego này mà để decor góc làm việc thì rất là đẹp luôn. Mấy bạn còn biết bộ Lego nào đẹp và độc đáo hơn hay muốn mình gáp thêm mẫu nào nữa thì cho mình biết với nha. Mình còn tìm được thêm cả bộ sách gấu mà do chưa gáp kịp, khi nào xong thì mình quay cho mấy bạn xem nha.
Bạn nào là fan của bộ truyện Harry Potter thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ mô hình Lego này. Lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ mô hình này là mình quyết tâm phải hốt về ngay, vì thật sự nó quá là đẹp. Còn mấy bạn muốn biết ở ngoài nó đẹp cỡ nào thì xem đến cuối clip nha. Những bộ mô hình như này nó cực kỳ nhiều chi tiết luôn á. Nhưng do mình cũng đã có kinh nghiệm lắp nhiều mô hình rồi nên thấy cũng khá là đơn giản. Ta nói nãy giờ ngồi cả tiếng đồng hồ mà mình chỉ mới lắp xong được cái đũa phép. Nếu mà được sở hữu chiếc đũa phép này ở ngoài đời thật thì mấy bạn biến ra cái gì nhỉ? Cho bạn nào chưa biết thì đây là bộ mô hình chú cú Hagrid, là món quà sinh nhật của Rupert Hagrid dành tặng cho Harry Potter. Và nhiệm vụ của chú cú Hagrid là đưa thư. Chú cũng là người bạn duy nhất của Harry trong những ngày rời xa ngôi trường Hogwarts, và mình mất hết 1 ngày rưỡi để hoàn thành bộ mô hình này. Còn đây là chú cú Hagrid, nhân vật chính trong series ngày hôm nay. Nhưng như này là chỉ mới xong có 70% thôi, mình phải lắp thêm phần lông và cánh nữa thì nó mới bay được. Ta nói lắp xong rồi mới thấy ở ngoài nó còn đẹp hơn gấp mấy lần ở trong hình luôn á. Cuối cùng thì mình sẽ lắp thêm một số phụ kiện trang trí nữa là coi như xong. Và đây là tác phẩm của mình. Mô hình này mà đặt ở góc làm việc thì quá là ưng luôn. Sắp tới thì mình sẽ tìm thêm nhiều mô hình về chuyện Harry Potter nữa. Hay mấy bạn còn biết mô hình nào đẹp thì góp ý cho mình với nha. Lần trước gấp bé Beric người sắt thì mấy bạn mới kêu mình tìm thêm bé Beric người nhện. Cho quả kẹo khó thật sự. Mình phải lục tung cả các shop ở bên nước ngoài luôn thì mới tìm ra được. Ban đầu mình cứ nghĩ các mảnh ghép của bé này to nên sẽ ghép rất là nhanh. Ai dè đổ hết ra một cái thấy chóng mặt quá trời luôn. Ta nói có bao nhiêu mảnh đó thôi á. Bé Beric người nhện này thì kích thước bằng với bé người sắt luôn. Chiều cao đều là 73 cm. Ta nói ngồi tìm mảnh ghép thôi mà cái con mắt của mình nó muốn rớt ra ngoài luôn. Tới cái khúc này là xong cái chân của bé người nhện rồi nè. Mấy bạn thấy bé Beric này to như vậy chứ thật ra ghép rất là nhanh nha. Mình ghép chỉ mất có 2 ngày là xong rồi. Đoạn này là mình đang ghép cái phần đầu nữa là xong rồi nè. Ta nói lắp mấy cái này sợ nhất là lắp sai luôn, vì tháo ra nó còn khó hơn là lắp vô nữa. Và đây là bé Beric người nhện mà mấy bạn mong chờ nè. À quên, còn phải gắn thêm 2 cái tay vô nữa. Đấy, giờ mới ra dáng người nhện nè. Mình có đem đi cân thử thì bé người nhện này nặng 5,6 kg. So với bé Beric người sắt thì mấy bạn thấy bé nào đẹp hơn? Chắc sắp tới để mình tìm thêm đội trưởng Mỹ với người khổng lồ xanh nữa để cho đủ bộ. Tình hình là sắp tới Halloween rồi, mấy bạn đã có dự định gì chưa? Có bạn nào định hóa trang thành người yêu của mình không? Mình thì không giỏi hóa trang cho lắm nên thôi mình tìm mấy bộ Lego liên quan đến Halloween về để gáp cho mấy bạn xem nha. Ủa, sao có lọt cả ông già Noel vào đây nữa? Thôi không sao, mình sẽ gáp hết luôn. Trên mỗi túi thì đều có số thứ tự hết. Mấy bạn nhớ xé theo số thứ tự để gáp đỡ mất thời gian hơn nha. Và kinh nghiệm của mình là nên đổ ra một cái mâm như thế này để tránh thất lạc các mảnh gáp. Còn đây là tờ hướng dẫn nè. Có nhiều bạn bảo mình là nhìn không hiểu và lắp không có được nên có nhà mình chỉ cách lắp. Thì do là ở xa nên khi mình chỉ qua tin nhắn sẽ rất là khó hiểu. Lúc mới gáp thì mình cũng hay gáp sai lắm. Nhưng gáp được khoảng 1-2 bộ rồi thì sẽ thấy rất là đơn giản luôn. Có nhiều bạn nghĩ lắp mấy bộ nhỏ như thế này thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng thật ra thì cũng không nhanh hơn lắm đâu. Do các mảnh của bộ này thì rất là nhỏ và mất khá là nhiều thời gian để tìm các mảnh lắp ráp. Mỗi bộ như này thì mình lắp mất khoảng hơn nửa ngày mới xong hết. Với lại do mình lắp nhiều nên cũng hơi đau tay một tí, nhưng thành quả đổi lại thì rất là xứng đáng nha. Đây là bộ Halloween ngôi nhà bỏ hoang, còn đây là bộ cô bé lọ lem. Cô đã được bà tiên giúp đỡ biến cho trở nên thật là xinh đẹp, sau đó biến con chuột thành người đánh xe và biến quả bí ngô thành cỗ xe ngựa. Còn bộ này là phiên bản tiệc bánh kẹo, và cuối cùng là phiên bản Giáng sinh ngôi nhà của ông già Noel. Công nhận là mấy bộ mô hình này đề co lên trong xịn thật sự. Sắp tới để mình tìm thêm nhiều mẫu nhà với nhiều chủ đề hơn nữa, mình sẽ xây dựng một thành phố thu nhỏ luôn. Lần trước gấp bé Lego người sắt thì có nhiều bạn bảo to quá, gáp xong chỗ đâu mà đề co, rồi thời gian đâu mà gáp. Thì lần này mình có tìm được một bé Lego kích thước nhỏ hơn, dễ lắp hơn, lại cực kỳ đẹp và độc đáo luôn. Mấy bạn muốn biết nó đẹp cỡ nào thì xem hết clip nha. Eo ơi, ta nói cuốn sách hướng dẫn gì mà tưởng cuốn từ điển không á. Mấy mảnh Lego của bé này thì khá là nhỏ nên lúc khui ra thì mấy bạn phải cẩn thận, chứ lỡ thất lạc một cái là tìm xỉu luôn á. Thôi để mình đổ hết vô cái mâm như vậy cho nó an toàn. Theo kinh nghiệm gáp Lego của mình thì mấy bạn nên phân loại mảnh ra hoặc là phân loại theo màu, chứ hồi nãy háo hức quá lỡ chọn chung lại hết như thế này. Ta nói gáp thì có nửa ngày thôi chứ kiếm mảnh Lego không là mắc hết 2 ngày rồi đó. Cái khúc này là gáp xong 2 cái chân rồi nè. Bé Lego này thì gáp nhanh lắm. Ta nói lay hoay đâu mắc có 2 ngày là gáp xong hết mấy bộ phận của bé Lego rồi đó. Giờ thì gáp thêm cái đế nữa là coi như hoàn thành. Tới cái khúc này là chỉ còn gáp các bộ phận của bé Lego lại với nhau nữa là xong. Giờ mà có lỡ tay làm ghê cái chắc chỉ biết đứng cười thôi chứ không biết phải làm sao luôn á. Eo ơi, ta nói gáp xong mới thấy bé này đẹp thật sự luôn ấy. Mấy cái chi tiết của bé này được làm rất là tỉ mỉ luôn. Mô hình này kiểu như một bên là robot còn một bên là cơ thể người vậy. Để mình so sánh em này với bé người sắt cho mấy bạn coi. Mình còn tìm được thêm bộ sách Iron Man này nữa. Đây mới là siêu phẩm thật sự nè. Mà để mình gáp xong cái rồi mình quay cho mấy bạn coi nha. Đây là bộ Lego mà sẽ gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn luôn. Nhìn hình thì chắc cũng có bạn đoán ra được đây là nhân vật nào rồi phải không? Còn nếu bạn nào chưa đoán ra được thì xem mình gáp hết nha. Phải công nhận đây là bộ Lego nhiều chi tiết nhất mà mình từng gáp luôn á. Mấy bạn xem cái sách hướng dẫn của bé này là cũng đủ hiểu rồi đó. Ở trên mỗi túi Lego thì đều có đánh số thứ tự hết. Mấy bạn cứ mở theo số thứ tự và gáp thì sẽ rất là nhanh. Lúc trước mình không biết toàn xé hết các túi ra rồi trộn chung lại nên mỗi lần gáp phải kiếm các mảnh Lego rất là mất thời gian luôn. Cái khúc này là mình đang gáp cái phần đế để đỡ bé Lego nè. Tiết lộ cho bạn nào chưa biết luôn thì đây là nhân vật Achille
Soldier Boy, hay còn được gọi là cậu bé tay sắt, một bộ phim hoạt hình được gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn luôn. Lần trước thì mình cũng đã có ghép một bé Lego nhân vật này rồi, nhưng đó là phiên bản người máy, còn đợt này là phiên bản người máy đang cần được sửa chữa. Tới cái khúc này là xong cái bàn thí nghiệm người máy rồi nè. Bộ Lego này thì đẹp và chi tiết hơn rất là nhiều so với phiên bản trước. Đến ngày thứ hai là mình đã ghép xong hết các bộ phận của bé Lego rồi. Giờ thì mình sẽ nói các bộ phận lại với nhau. Cũng có rất nhiều bạn kêu mình lắp ghép thử random đi, thì sắp tới chắc mình sẽ tìm vài mẫu để ghép thử xem thế nào. Ta nói lắp ghép mấy cái này á, sợ nhất là lắp sai luôn á, vì tháo ra nó còn khó hơn là lắp vô nữa. Thật sự thì các chi tiết của bé Lego này được làm rất là đẹp và tỉ mỉ luôn á. Giờ thì cho bé Lego lên bàn thí nghiệm thôi. Chiều cao tối đa của mô hình này là 55cm nha, cũng khá là to luôn đó. Eo ơi, nhìn trông nó ngầu thật sự luôn á. Mấy bạn cũng có thể nâng hạ chiếc bàn này tùy thích thông qua một cái bít tông ở phía sau này. Mình cũng có tìm được những bộ Lego về mẫu chuyện Harry Potter cực kỳ đẹp luôn. Sắp tới thì mình sẽ đặt về ghép thử. Bạn nào còn biết những mẫu Lego nào đẹp và độc lạ thì chỉ mình với nha. Có nhiều bạn kêu mình ghép thử mấy bộ Lego cao 4-5m thì chắc là mình ghép không có nổi rồi.